Tôn Đông Á hân hạnh mang đến chương trình này. Tôn Đông Á bảo hành lên đến 20 năm. Quốc Việt và Đình Khôi xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Nhật ký đường đua. Cảm ơn công ty cổ phần Tôn Đông Á đã đồng hành cùng cúp truyền hình 2016 non sông liền một giải. Thưa quý vị và các bạn, trong những cuộc hành trình ở suốt 28 năm vừa qua thì thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã là một người bạn rất là thân thiết với cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và trong cuộc đua năm 2016 này thì thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và người dân tỉnh Bình Định với cúp truyền hình tình cảm lại càng thêm sâu đậm khi cuộc đua tổ chức lần đầu tiên chặn ski ở trong lòng thành phố Quy Nhơn trên trục lộ 9 Nguyễn Tất Thành. Vâng, đúng vậy anh Việt, đây rõ ràng là một chặng đua thấm đượm tình cảm, một chặng đua thấm đượm tình cảm của người hâm mộ, người dân tỉnh Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dành cho đoàn đua. Và còn đó là tình cảm rất hay, đó là tình đồng đội của các vận động viên. Có những vận động viên đã chấp nhận đổ cả mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa để giúp cho đồng đội của mình bước lên bục vinh quang. Trong hành trình xuyên Việt của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định luôn là cột mốc đặc biệt. Cứ mỗi lần dừng chân tại đây, các thành viên đoàn đua như được tiếp thêm động lực và cảm hứng chinh phục những chặng đường còn lại. Bởi mảnh đất miền Trung này, ngoài nét đẹp nên thơ của những bãi biển hình cánh cung trải dài ôm lấy thành phố, còn hào hùng nức danh đất võ ngàn năm, đặc biệt là có sự chân tình hiếu khách đầy ấm áp của người dân địa phương. Vòng đua ski lần đầu tiên tổ chức giữa lòng thành phố Quy Nhơn của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 28 năm 2016 non sông liền một giải, như lời tri ân đáp lại chân tình của người dân Quy Nhơn, Bình Định dành cho cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 mấy năm qua. Lần này chúng tôi quyết định tổ chức một cái vòng đua ski trong trung tâm thành phố Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định với nhiều lý do. Lý do thứ nhất về sự phát triển kinh tế chính trị xã hội của tỉnh Bình Định nói chung và thành phố Quy Nhơn tuyệt vời. Lý do thứ hai, người dân Quy Nhơn tuyệt vời, thân thiện, cởi mở, cộng với lãnh đạo địa phương ủng hộ chúng tôi hết mình cho cái việc tổ chức một cái vòng đua tại trung tâm. Lý do thứ ba, chúng tôi mong mỏi qua những cuộc đua này làm sao các cái tỉnh thuộc miền Trung có được những cái đội đua xe đạp chuyên nghiệp để chúng ta có thể có một cái phong trào xe đạp thể thao chuyên nghiệp toàn diện khắp cả nước. Như vậy, năm nay người dân thành phố Quy Nhơn không chỉ được xem một lần duy nhất các tay đua hàng đầu Việt Nam rút ở đích, mà còn được thoải mái cảm nhận rõ hơn không khí của đường đua trong hơn một tiếng rưỡi với chặng đua ski 25 vòng trên cung đường Nguyễn Tất Thành. Hôm nay là dân dịp này thì nó đúng ra thì cũng làm cho tinh thần của anh em chúng tôi là rất là phấn khởi và mong là cứ mỗi năm hoặc là 20 năm được Quy Nhơn được tổ chức như thế này thì là riêng bản thân tôi rất là mừng và cũng muốn cái phong trào đua xe đạp của đội nhà sẽ có những cái tiến triển hơn. Xe đạp và thể thao nói chung không thể phát triển nếu không có khán giả. Niềm cảm hứng truyền từ người hâm mộ mang lại cú hích tinh thần cho các vận động viên. Chính vì thế, trong cuộc đời chinh chiến của mỗi tay đua, không niềm tự hào nào lớn hơn là chiến thắng trái tim người hâm mộ. Thân xin cảm ơn tất cả các anh chị, cô bác của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra ủng hộ đoàn đua trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Thì đây là một cái tình cảm mà người hâm mộ dành cho các vận động viên tham gia đua xe đạp cúp truyền hình lần 28. Và em cảm thấy rất là vui mừng và hưng phấn cũng như là cảm thấy rằng phong trào xe đạp ở Việt Nam ngày càng phát triển. Và lời cảm ơn hay nhất của các tay đua dành cho khán giả Quy Nhơn chính là sự tận hiến, những pha tranh tài ngoạn mục trên từng km. Thừa thắng xông lên, sau đợt tấn công tổng lực ở chặng 10 hôm qua, Lê Văn Duẩn và tập thể VUS thành phố Hồ Chí Minh đánh tiếp ngay từ đầu chặng 11 này. Quyết giành áo xanh từ tay Nguyễn Thành Tâm và gạo Hà Ngọc Trời An Giang khi cách biệt vỏn vẹn 3 điểm. Hai em Tâm với Duẩn thì ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, nhưng mà Tâm thì bây giờ đang là sức trẻ, còn Duẩn thì kinh nghiệm. Còn chung quy là cuộc đua chưa cán đích ở Sài Gòn thì chưa biết ăn thua. Tấn công là chiến thuật được nhiều người yêu thích, nhưng phòng ngự phản công cũng mang nét đẹp riêng. Mỗi loại chiến thuật, mỗi đặc trưng riêng, nhưng chỉ thật sự đẹp và hiệu quả nếu chọn đúng thời điểm để triển khai ý đồ. Tại spin 1 ở vòng 8, thế phòng thủ phản công của An Giang đã được tính thời điểm chính xác hơn và Nguyễn Thành Tâm đã đúc thắng Lê Văn Duẩn. Lợi thế áo xanh từ 3 điểm lên thành 5 điểm.
ở Swing 2 thì An Giang chấp nhận bỏ và đối thủ trực tiếp đó là VS Thành phố Hồ Chí Minh cũng bỏ và cả hai cùng tính toán và dàn xếp cho đích đến cuối cùng. Thắng Swing 1 đảm bảo cách biệt, buông Swing 2 đánh hụt hơi ở đích đến như những trận trước. Thầy trò nơi thanh liêm của An Giang đã rút ra bài học sâu sắc. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Không còn quá ý lại lực lượng mạnh mà bung sức từ đầu đến cuối trong cơn xe chiến thắng. Biết thu mình lại dưỡng sức để bung ra đúng thời điểm. Thì thực sự hiện giờ đang hồi hối mình đang đánh để như là cũng đưa về chùm. Cũng đúng với đội chân thực của đội xe đạp Hà Công Trời. Đó là những quân xanh để làm việc cho em dưỡng về rút. Thì cũng đó là vô chân thực của đội xe đạp Hà Công Trời. Sự thay đổi quan trọng về ý thức chiến thuật này giúp gạo hàng học trời An Giang thắng lợi vẻ vang ở chặng 11. Ở vòng cuối cùng, vòng thứ 25, tính điểm nhiều nhất, tay đua Nguyễn Thành Tâm một lần nữa đánh bại mọi thách thức của Lê Văn Duẩn và các đối thủ khác. Không ít lần, Thành Tâm rút thắng chặn ở cúp truyền hình năm nay, nhưng chiến thắng ở Quy Nhơn có lẽ là xúc động nhất. Đến trận hôm nay thì đội em quyết tâm rất cao và quan trọng nhất thứ nhất là các đồng đội đã hết mình hỗ trợ cho em, có mồ hôi và có cả máu. Đồng đội em đã té phía đằng kia cua và em xin cảm ơn rất nhiều tất cả những đồng đội của em đã hỗ trợ cho em hôm nay. Lê Ngọc Sơn và Hồ Huỳnh Vạn An cùng té ngã khi chấp nhận nguy hiểm, vẫn đạp tốc độ cao trong lúc ôm cua cuối. Trao mọi hy vọng lên đôi chân lướt rút của Nguyễn Thành Tâm. Và Tâm đã thành công. Cho dù có rất đau, nhưng điều đó không thể so sánh với cảm xúc khi chứng kiến đồng đội mình bước lên bục vinh quang. Em nghĩ sự té, sự cố của em là không có gì mà tốt hơn là đồng đội em là nhất trận hôm nay. Nên em sẽ cố gắng bảo vệ cho Nguyễn Thành Tâm. Nhiều khán giả ở Quy Nhơn hối hả chạy đến bên Nguyễn Thành Tâm, không phải để thỏa mãn sự hiếu kỳ khi tận mắt chứng kiến thần tượng của mình ngoài đời, mà để dành cho anh những cái ôm chúc mừng, che cho anh trước cái nắng gay gắt của miền Trung. Nguyễn Thành Tâm đã trải qua 25 vòng rất là nắng, rất là mệt. Và em nghĩ rằng em cũng như người dân thành phố Quy Nhơn, nếu làm được một cái điều gì đó tốt đẹp cho các vận động viên thì nên làm. Tinh ý có thể thấy, trong khi huấn luyện viên Lê Thanh Liêm và Nguyễn Thành Tâm mừng phát khóc giữa vòng quay tung hô của đám đông, thì ở một góc lặng lẽ, Lê Văn Duẩn nuốt nước mắt vào trong cho thất bại hôm nay. Vậy tới cuối vô tầm mà ráng không nổi nữa, tốc độ hết nổi. Coi xe giùm em cái này. Nước mắt luôn mang lại cảm xúc, và cho dù đó là nước mắt vui sướng của người chiến thắng hay cay đắng của người bại trận, đều khiến tất cả chúng ta, những ai từng chứng kiến, phải bồi hồi xúc động. Bởi họ đã vắt hết sức mình, cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn nhất cho khán giả. Và có lẽ họ đều xứng đáng trở thành những người hùng trong mắt người hâm mộ. Kết thúc chặng thứ 11, An Giang thâu tóm cả 4 danh hiệu cao quý nhất: áo vàng, áo xanh, áo đỏ và cúp đồng đội. Một sự kiện hiếm hoi trong lịch sử cúp truyền hình. Nguyễn Thành Tâm nới rộng cách biệt với Lê Văn Duẩn ở giải áo xanh từ 3 điểm lên thành 10 điểm. Hơn người hạng nhì ở giải áo vàng là Huỳnh Thanh Tùng, quân khu 7, 29 giây. Ở giải đồng đội, hơn VUS Thành phố Hồ Chí Minh và vượt Domestico Đồng Tháp 3 giây. Mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi, và chúng ta, những khán giả trung thành cùng đoàn đua cúp truyền hình, thử xem ai sẽ là vua trong tổng cộng 19 chặng của cuộc đua lần thứ 28 năm 2016, non sông liền một giải. Pha nước rút thua Nguyễn Thành Tâm ở trong chặng này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Lê Văn Duẩn và các tay đua khác của VUS Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Và Đình Khôi có thấy không, những cái cuộc đua cúp truyền hình vừa qua thì chúng ta luôn được chứng kiến các vận động viên của tất cả các đội họ đã thua và họ không bao giờ bỏ cuộc, họ đứng lên rất là mạnh mẽ. Đó là cái tinh thần rất là đáng quý mà tất cả các vận động viên xe đạp Việt Nam luôn ý thức và luôn đeo đuổi trong từng cái gùng chân, từng cái vành bánh xe của mình. Vâng, đúng là như vậy, bởi vậy người hâm mộ mới yêu họ như là như vậy. Đúng là VS Thành phố Hồ Chí Minh, cho dù thất bại ngày hôm nay thì họ sẽ không bỏ cuộc đâu. Thế nhưng mà tập thể gạo hàng ngọc trời An Giang thì họ cũng sẽ không chủ quan đâu. Đây là một lợi thế lớn và họ chắc chắn sẽ nắm giữ lợi thế này một cách rất là vững chãi. Chính vì thế mà chặng đua ngày mai từ Quy Nhơn về Tuyên Hòa dài 110 km nắng gió sẽ vô cùng hấp dẫn. Nói tới ngày mai thì rõ ràng là chúng tôi cảm thấy hết sức là quyến luyến, rất là bình rịnh thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Mong rằng trong những cuộc đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh những năm sau nữa, chúng ta lại tiếp tục được thưởng thức những pha nước rút hết sức là ngoạn mục ở trên đại lộ Nguyễn Tất Thành của thành phố Quy Nhơn, phát triển từng ngày và rất là mến khách.
Và đến đây thì chương trình Nhật ký đường đua của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần Tôn Đông Á. Xin chào và hẹn gặp lại.